Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 4 bài 61, giới thiệu nhân nhẩm. Số có hai chữ số với 11. Đầu tiên các em làm bài tập số 1, tính nhẩm. 43 nhân với 11 bằng bao nhiêu? Thì để nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 thì các em sẽ làm như sau. Đầu tiên các em cộng hai chữ số của số đó lại với nhau Xem tổng của nó bé hơn hay lớn hơn 10 Cụ thể đây 43 Các em lấy 4 cộng 3 bằng 7 7 bé hơn 10 Như vậy tổng bé hơn 10 Thì các em sẽ làm như sau Các em tách hai chữ số 4 và 3 ra Sau đó lấy 4 cộng 3 bằng 7 4 cộng 3 bằng 7 Các em viết 7 vào giữa hai chữ số 4 và 3 Các em sẽ được kết quả là 473. Như vậy 43 x 11 bằng 473. Cách làm này chỉ đúng với trường hợp là tổng hai chữ số bé hơn 10. Tiếp theo, các em thực hiện phép tính nhẩm 86 x 11. Thì 86 x 11 ở đây 86 có tổng hai chữ số là 8 cộng 6 bằng 14 lớn hơn 10. Trường hợp số của hai chữ số tổng của hai chữ số lớn hơn hoặc bằng 10 thì các em làm thế nào? Ở đây các em giữ nguyên chữ số hàng đơn vị là 6. Sau đó các em lấy 8 cộng 6 bằng 14. Các em viết 4. Và đằng trước chữ số 6. Sau đó các em lấy 8 cộng thêm 1 bằng 9. Như vậy 86 x 11 bằng 946. Tức là muốn nhân nhẩm số của hai chữ số với 11 mà tổng hai chữ số lớn hơn hoặc bằng 10 thì các em sẽ giữ nguyên chữ số hàng đơn vị. Cụ thể đây là các em giữ nguyên 6. Chữ số hàng chục các em tăng lên một đơn vị là 9, 8 thêm 1 bằng 9. Chữ số ở giữa thì các em sẽ lấy 8 cộng 6 bằng 14, 14 các em chỉ lấy chữ số hàng đơn vị là 4. Các em viết vào các em viết vào giữa. Thì như vậy 86 nhân 11 bằng 946. Tiếp theo 73 nhân 11. 73 có 7 cộng 3 bằng 10. Trường hợp này tổng bằng 10. Thì các em làm giống như phép tính thứ hai. Các em giữ nguyên chữ số hàng đơn vị là 3. Sau đó các em lấy 7 cộng 3 bằng 10. 10 thì các em lấy 0 Các em viết vào Đằng trước chữ số 3 Sau đó các em tăng 7 lên một đơn vị Là 8 Như vậy 73 x 11 bằng 803 Tiếp theo các em sang bài tập số 2 Bài tập số 2 có nội dung như sau Khối lớp 3 xếp thành 16 hàng Mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 4 xếp thành 14 hàng. Mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Người ta hỏi cả hai khối lớp có tất cả là bao nhiêu học sinh xếp hàng. Và yêu cầu các em giải bài toán bằng hai cách. Cách 1, chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây cách 1 là các em tính xem khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh xếp hàng. Khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh xếp hàng? Sau đó các em sẽ cộng tổng hai kết quả lại với nhau thì các em sẽ tính được là cả hai khối lớp có tất cả là bao nhiêu học sinh tham gia xếp hàng. Đầu tiên các em tính số học sinh của khối lớp 3 tham gia xếp hàng. Khối lớp 3 xếp thành 16 hàng. Mỗi hàng có 11 học sinh. Như vậy, số học sinh của khối lớp 3 là 16 hàng nhân với mỗi hàng có 11 học sinh. 16 nhân 11 các em sẽ nhẩm như sau 16 có tổng là 1 cộng 6 bằng 7 7 bé hơn 10 cho nên các em sẽ viết 7 vào giữa 1 và 6 như vậy 16 x 11 bằng 176 học sinh sau khi tính được số học sinh của khối lớp 3 các em tiếp tục tính số học sinh của khối lớp 4 ở đây khối lớp 4 xếp thành 14 hàng mỗi hàng cũng có 11 học sinh như vậy số học sinh của khối lớp 4 là 14 hàng nhân với mỗi hàng 11 học sinh Các em sẽ có 14 nhân 11 14 nhân 11 Ở đây 1 cộng 4 bằng 5 5 nhỏ hơn 10 Như vậy các em sẽ viết 5 Và giữa hai chữ số 1 và 4 Do đó kết quả sẽ bằng 154 học sinh Số học sinh của khối lớp 3 là 176 học sinh Số học sinh của khối lớp 4 là 154 học sinh Bây giờ các em tính số học sinh của cả hai khối lớp thì các em sẽ lấy 176 cộng với 154. Như vậy cả hai khối lớp có tất cả số học sinh là 176 cộng với 154 bằng 330 học sinh. Và ở đây chúng tôi có đáp số là 330 học sinh. Bây giờ các em sẽ giải bài toán theo cách thứ hai. Ở đây do mỗi hàng của hai khối lớp đều có số học sinh là 11. Dựa vào đặc điểm này, vì các em sẽ tính tổng số hàng của khối lớp 3 và khối lớp 4 là bao nhiêu hàng. Sau đó các em nhân với mỗi hàng là có 11 học sinh. Tổng số hàng của khối lớp 3 và khối lớp 4 là Khối lớp 3 là có 16 hàng, khối lớp 4 là có 14 hàng. Như vậy 16 cộng 14 bằng 30 hàng. 30 hàng này mỗi hàng có 11 học sinh. Các em nhớ giải bài toán này theo cách thứ hai. Thì số hàng số học sinh của mỗi hàng của cả hai lớp phải là như nhau. Ở đây số học sinh của mỗi hàng ở hai lớp như nhau và đều bằng 11, cho nên các em mới giải được theo cách này. Ở đây tổng số hàng của khối lớp 3 và khối lớp 4 là 30 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh, cho nên Cả hai khối lớp sẽ có tất cả số học sinh là 30 hàng nhân với mỗi hàng là 11 11 học sinh Thì 30 x 11 30 có tổng 3 cộng 0 bằng 3 3 bé hơn 10 Như vậy các em sẽ viết 3 vào giữa hai chữ số 3 và 0 Do đó kết quả sẽ bằng 330 học sinh Như vậy chúng ta sẽ có đáp số là 330 học sinh Thì giải theo cách 1 và cách 2 Cách nào thì chúng ta đều được kết quả bằng 330 học sinh Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Tìm x. Câu A là x chia cho 11 bằng 35. Ở đây muốn tìm x thì các em phải hiểu x đóng vai trò như thế nào trong phép tính này? x ở đây đóng vai trò là số bị chia của một thương. Muốn tìm x tức là tìm số bị chia của một thương, các em sẽ lấy thương nhân với số chia. Như vậy x sẽ bằng 35 nhân 11. 35 là thương nhân với số chia là 11. 35 nhân với 11 các em sẽ nhẩm như sau. 3 cộng 5 bằng 8. 8 bé hơn 10. Như vậy các em sẽ lấy 8 viết vào giữa 3 và 5. Kết quả x sẽ bằng 385. Sang câu B, x chia cho 11 bằng 87. Như vậy x bằng bao nhiêu? Tương tự như câu A, e, các em sẽ lấy x bằng thương nhân với số chia. Như vậy x sẽ bằng 87 x 11. 87 nhân với 11. Ở đây 8 cộng 7 bằng 15. 15 lớn hơn 10. Như vậy số 7 các em vẫn giữ nguyên số 8 các em tăng thêm một đơn vị là là 9 số 7 giữ nguyên số 8 tăng thêm một một đơn vị là 9 số ở giữa là bao nhiêu các em lấy 8 cộng 7 bằng 15 sau đó các em lấy chữ số hàng đơn vị của tổng tức là 5 các em viết vào giữa 9 và 7 như vậy kết quả x sẽ bằng 957 Tiếp theo các em sang bài tập số 4 Đúng thì ghi là D, sai thì ghi là S. Câu A. Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 thì ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai chữ số của số đã cho. Trường hợp này là không đúng. Nên các em sẽ điền là S. Câu B. Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị. Nếu tổng tìm được bé hơn 10, tổng tìm được bé hơn 10 thì ta sẽ viết tổng vào giữa hai chữ số của số đã cho. Thì các em thấy trường hợp này là là rất đúng, em sẽ điền chữ D. Câu C, muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị. Nếu tổng tìm được lớn hơn 10 hoặc bằng 10 thì ta viết tổng vào giữa hai chữ số của số đã cho trường hợp này là sai thì như vậy các em vừa làm xong bài tập số 4 bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp